Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Trang 71 bài chia một số thập phân cho một số thập phân Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1 đặt tính rồi tính A nhỏ 19,72 chia cho 5,8 bằng bao nhiêu? 19,72 chia cho 5,8 Đây là phép chia một số thập phân cho một số thập phân Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân Ta làm như sau Đầu tiên, các em đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia Thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số Ở đây số chia là 5,8 Ở phần thập phân có một chữ số như vậy, các em chuyển dấu phẩy ở à số bị chia sang bên phải một chữ số, tức là các em chuyển dấu phẩy của số 19,72 sang bên phải một chữ số. Sau đó bỏ dấu phẩy ở à số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. Tiếp theo các em bỏ dấu phẩy của số 5,8. Sau đó thực hiện phép chia 197,2 chia cho 58 197,2 chia cho 58 Đầu tiên các em chia phần nguyên trước Tức là lấy 197 chia cho 58 197 về cấu tạo số gồm 19 trục và 7 đơn vị Như vậy 197 chia cho 58 Thì cách nhận như sau Các em lấy 19 trục chia cho 50 Như vậy ở đây số 58 thì các em làm tròn thành 60 cho dễ nhẩm. 19 chục chia cho 60 thì các em được 3 lần. Sau đó lấy 3 nhân ngược lên với 58. 3 x 8 bằng 24. Lấy 27 trừ 24. Bằng 3 viết 3 như 2. 3 x 5 bằng 15. Thêm 2 là 17. Lấy 19 trừ 17 bằng 2. Tiếp theo, đến vị trí của dấu phẩy, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương sau đó hạ 2 xuống cạnh 23. Được 232, lấy 232 chia cho 58. Cách nhẩm, các em lấy 23 chục chia cho 60 thì các em được 4 lần. Thực chất ở đây các em làm tròn thành 60 nhưng chưa đến 60. Cho nên các em có thể lấy là 4. Sau đó lấy 4 nhân ngược lên với 58

Như vậy các em dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Sau đó bỏ dấu phẩy của số chia đi. Và bây giờ các em thực hiện phép chia 82,16 chia cho 52. Đầu tiên các em chia phần nguyên trước lấy 82 chia 52 trước. 82 chia 52. Cách nhỏ các em lấy 80 chia 50 thì các em được một lần. Sau đó các em lấy 1 nhân ngược lên với 52. 1 x 2 bằng 2 và lấy 2 2 bằng 0. 1 x 5 bằng 5 và lấy 8 5 bằng 3. Tiếp theo, đến vị trí của dấu phẩy, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Sau đó hạ 1 xuống cạnh 30, được 301. Tiếp theo, các em lấy 301 chia cho 52. 301 chia cho 52 cách nhẩm như sau. Các em lấy 30 chục chia cho 50 thì được 6 lần. Sau đó lấy 6 nhân ngược lên với 52 6 nhân 2 bằng 12 viết 2 như 1 6 nhân 5 bằng 30 Thêm 1 là 31 Mà ở đây chỉ có 30 Như vậy các em không thể lấy là 6 Các em hạ 6 xuống 1 đơn vị Các em lấy 5 Sau đó lấy 5 nhân ngược lên với 52 5 nhân 2 bằng 10 Lấy 11 trừ 10 bằng 1 Viết 1 nhớ 1 Tiếp theo là 5 x 5 bằng 25 Thêm 1 là 26 Và lấy 30 Trừ đi 26 bằng 4. Tiếp tục các em hạ 6 xuống cạnh 41 được 416. Lấy 416 chia cho 52. Cách nhảm như sau, các em lấy 41 chục chia cho 50 thì được 8 lần. Sau đó lấy 8 nhân ngược lên với 52. 8 x 2 bằng 16, lấy 16 trừ 16 bằng 0, viết 0 nhớ 1. 8 x 5 bằng 40, thêm 1 là 41, lấy 41 trừ 41 bằng 0. Như vậy 8,216 chia cho 5,2 bằng 1,58 Tiếp theo các em sang câu C là 12,88 chia cho 0,25 bằng bao nhiêu 0,25 ở à, phần tập phân có hai chữ số Như vậy các em dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải hai chữ số Thì các em được số 1288 Sau đó các em bỏ dấu phẩy của số 0,25 đi Bây giờ các em thực hiện phép chia 1288 chia cho 25. 12 không chia được cho 25, lấy 128 chia cho 25. Cách nhẩm các em lấy 12 chục mà chia cho 2 chục thì các em được 6 lần. Nhưng khi lấy 6 nhân với 25, các em lấy 6 nhân 25, 6 nhân 5 bằng 30, viết không nhớ 3. 6 nhân 2 bằng 12, thêm 3 là 15 mà ở đây là 12. Như vậy các em không thể lấy 6 mà các em hạ 6 xuống 1 đơn vị, các em lấy 5. Sau đó lấy 5 nhân với 25 5 nhân 5 bằng 25 Lấy 28 trừ 25 Bằng 3 viết 3 như 2 5 nhân 2 bằng 10 Thêm 2 là 12 Và lấy 12 trừ 12 bằng 0 Sau đó hạ 8 cạnh 3 được 38 Lấy 38 chia cho 25 Các em được 1 lần Sau đó các em lấy 1 nhân ngược lên với 25 1 nhân 5 bằng 5 8 trừ 5 bằng 3 1 nhân 2 bằng 2 3 trừ 2 bằng 1 Như vậy là 1288 chia cho 20 năm bằng 51 và dư 13. Để tiếp tục phép chia thì các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Sau đó thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Các em được 130, lấy 130 chia cho 25, cách nhẩm. Lấy 13 chục mà chia cho 2 chục thì được 6 lần. Nhưng khi lấy 6 nhân với 25, 6 nhân 5 bằng 30 viết 0 nhớ 3, 6 nhân 2 bằng 12 thêm 3 là 15. Mà ở đây chỉ có 13. Như vậy em không thể lấy 6 Mà em hạ 6 xuống một đơn vị em, em lấy 5 Sau đó lấy 5 nhân với 25 5 x 5 bằng 25 Lấy 30 trừ 25 bằng 5 Viết 5 như 3 5 x 2 bằng 10 thêm 3 là 13 Và lấy 13 trừ 13 bằng 0 Để tiếp tục phép chia Các em viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư Các em được 50 Lấy 50 chia cho 25 thì bằng bằng 2 Sau đó lấy 2 x 25 bằng 50 và lấy 50 trừ 50 bằng 0. Như vậy 12,88 chia cho 0,25 thì bằng 51,52. Tiếp theo các em sang câu D là 17,4. Chia cho 1,45 bằng bao nhiêu? Số chia là 1,45. Ở phần tập phân có hai chữ số. Như vậy các em dịch chuyển dấu phẩy của số 17,4 sang bên phải hai chữ số. Nhưng ở đây bên phải của dấu phẩy chỉ có một chữ số do đó các em thêm một chữ số 0 và bên phải của số 4 thì các em được phần tập phân có hai chữ số sau đó các em dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số các em được số 1740 tiếp theo là các em bỏ dấu phẩy của số chia đi bây giờ các em thực hiện phép tính 1740 chia cho 145 17 không chia được cho 145. Các em lấy 174 chia cho 145. Cách nhẩm, các em lấy 17 chục chia cho 14 chục được 1 lần. Sau đó lấy 1 nhân ngược lên với 145. 1 nhân 5 bằng 5. Lấy 14 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 1. Tiếp theo, là em lấy 1 nhân với 14 bằng 14, thêm 1 là 15. Sau đó lấy 17 trừ đi 15 bằng 2. Viết 2. Tiếp tục các em hạ không xuống cạnh 29 được 290. Lấy 290 chia cho 145. Cách nhỏ các em lấy 29 chục chia cho 14 chục thì được hai lần. Sau đó lấy 2 nhân với 145. 2 nhân 5 bằng 10, lấy 10 trừ 10 bằng 0. Viết không nhớ 1. 2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 là 9 và lấy 9 trừ 9 bằng 0. 2 nhân 1 bằng 2 và lấy 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy 17,4 chia cho 1,45 bằng 12. Tiếp theo, các em sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau: Biết 4,5 lít dầu cân nặng 3,42 kg, hỏi 8 lít dầu cân nặng bao nhiêu kg? Muốn giải được bài toán này, đầu tiên các em phải tóm tắt được nội dung của bài toán. 4,5 lít thì nặng 3,42 kg. 8 lít nặng bao nhiêu kg? Ở đây các em có thể giải bài toán bằng cách rút về đơn vị, tức là rút về đơn vị 1 lít nặng bao nhiêu kg. Sau đó, muốn biết 8 lít nặng bao nhiêu kg thì các em gấp lên 8 lần. Cụ thể các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. 1 lít dầu cân nặng là 4,5 lít cân nặng là 3,42 kg. Như vậy 1 lít sẽ cân nặng là 3,42 chia cho 4,5 và kem được kết quả bằng 0,76 kg. 1 lít nặng 0,76 kg, như vậy 8 lít dầu cân nặng nè, kem lấy 0,76, kem gấp lên 8 lần. 0,76 x 8 bằng 6,08 kg. Như vậy kem có đáp số là 6,08 kg. Tiếp theo, mời các em sang bài tập số 3. May mỗi bộ quần áo hết 2,8 mét vải hỏi có 429,5 mét vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải. Đầu tiên, em tóm tắt bài toán như sau. 2,8 mét may được một bộ. 429,5 mét thì may được bao nhiêu bộ và thừa bao nhiêu mét. Rất đơn giản, các em chỉ cần thực hiện phép chia là 429,5 chia cho 2,8 bằng bao nhiêu và dư bao nhiêu. Ở đây các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. 429,5 mét vải may được số bộ quần áo là Các em lấy 429,5 chia cho 2,8 Các em lấy dây nháp ra Đặt tính và thực hiện phép tính 429,5 chia cho 2,8 2,8 ở phần thập phân có một chữ số Như vậy các em dịch chuyển dấu phẩy Của số bị chia sang bên phải một chữ số Sau đó bỏ dấu phẩy của số 2,8 đi Thì lúc này các em thực hiện phép tính là 4295 chia cho 28. Đầu tiên các em lấy 42 chia 28, các em được một lần. Sau đó lấy 1 x 8 bằng 8 và lấy 12 x 8 bằng 4 viết 4 như 1. 1 x 2 bằng 2 thêm 1 là 3 và lấy 4 x 3 bằng 1. Tiếp theo hạ 9 cạnh 14 được 149. Lấy 149 chia cho 28 thì cách nhảm như sau. 28 các em làm tròn thành 30, 149 các em làm tròn thành 15 chục. 15 chục mà chia cho 3 chục thì được 5 lần. Sau đó lấy 5 x 28. 5 x 8 bằng 40. Lấy 49 trừ 40 bằng 9 viết 9 như 4. 5 x 2 bằng 10 thêm 4 là 14. Lấy 14 trừ 14 bằng 0. Tiếp tục hạ 5 cạnh 9 được 95. Bây giờ các em lấy 95 chia cho 28. Cách nhậm là 28 các em làm tròn thành 30. Lấy 90 mà chia cho 30 thì được 3 lần. Sau đó lấy 3 x 28.

1,1 m Ở đây các em không nên hiểu nhầm là dư 11 Ở đây dư 11 là do các em đã gấp số bị chia và số chia lên 10 lần Các em bỏ dấu phẩy của số 2,8 đi các em được số 2, 28 Tức là số chia đã được gấp lên lên 10 lần Và số bị chia cũng được gấp lên 10 lần Do các em dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số gấp lên 10 lần thì em được dư 11. Còn chưa gấp lên 10 lần thì là dư bao nhiêu? Em lấy 11 chia cho 10 bằng 1,1. Như vậy em có đáp số là 153 bộ quần áo và dư 1,1 mét vải. Thì như vậy bài tập số 3 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. em đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại em trong các video kế tiếp.